vị và các bạn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành có diện tích 3.212 ha. Người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Trước đây khi chưa xây dựng nông thôn mới, cơ sở vật chất nơi đây còn nhiều khó khăn. Từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với phương châm Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện, vướng mắc đến đâu tháo gỡ đến đó, xã Long Vĩnh đã và đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đến nay, bộ mặt của xã đã có nhiều thay đổi, nhiều tuyến đường giao thông chính đã được nhựa hóa. Các tuyến đường nông thôn, đường ấp cũng được bê tông, bảo đảm giao thông thuận lợi. Trong thời gian tới, với nguồn vốn hỗ trợ của các cấp trên và huy động nguồn vốn của địa phương, sự đóng góp của người dân năm 2024, xã Long Vĩnh sẽ về đích trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng tìm hiểu về công tác xây dựng nông thôn mới của xã Long Vĩnh năm 2023, tiến tới đạt chuẩn năm 2024. Mời quý vị và các bạn đến với phóng sự sau. Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Long Vĩnh phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chú trọng các lĩnh vực về xây dựng cơ bản, các tiêu chí đang đạt thấp và chưa đạt. Trong đó, xây dựng cơ bản tập trung đầu tư cơ sở trường lớp học, giao thông và thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo về thu nhập cho hộ gia đình, phát động nhiều phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa để cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào năm 2023 đạt kết quả tốt. Đến nay, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành đã đạt được 15 trên 19 tiêu chí. Thì được sự quan tâm của Thường trực huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân địa phương, thì ngay từ đầu năm thì Đảng ủy, chính quyền xã Long Vĩnh đã tổ chức rà soát và triển khai quy hoạch nông thôn mới đến năm 2030, đảm bảo đạt kế hoạch đề ra, đánh giá các tiêu chí đạt được, duy trì thực hiện những tiêu chí đạt được không cần vốn đầu tư, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện như tiêu chí về y tế, tiêu chí về phổ cập trung học cơ sở, tiểu học. Thì qua rà soát đối chiếu 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì xã Long Vĩnh đến thời điểm hiện nay là đạt 15 trên 19 tiêu chí. Thì theo lộ trình đến năm 2024, xã Long Vĩnh sẽ được đầu tư và thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, các ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân, diện mạo nông thôn của xã Long Vĩnh ngày càng thay đổi và phát triển. Song song với việc đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, huyện cũng đặc biệt chú trọng phát triển hạ tầng xã hội. Xã Long Vĩnh rất chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân, tích cực huy động nội lực. Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Không trông chờ, không ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực học tập, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển kinh tế gia đình và làm giàu chính đáng. Xây dựng các mô hình liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đã mang lại hiệu quả to lớn, giúp người dân hiểu và đồng tình ủng hộ. Thì với vai trò là trưởng ấp, tôi vận động bà con tham gia mua bảo hiểm y tế, cũng như là tập trung vận động nhân dân thành lập một cái tổ liên kết sản xuất để nông dân sản xuất cái sản phẩm chất lượng cao để đạt cái tiêu chí. Hiện nay thì chi bộ cùng ban ngành ấp thì vận động nhân dân tham gia là giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn ấp, vận động nhân dân để thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới, thì đa số thì ấp đến vận động bà con thì bà con cũng rất là phấn khởi và tham gia hưởng ứng. Cũng như là hiện nay thì mình cái tổ liên kết sản xuất nè, cũng như là
về bảo hiểm y tế, rồi coi như là giữ gìn cái tuyến đường xanh sạch đẹp trên địa bàn ấp thì cơ bản là đã được thực hiện tốt. Thì hiện nay thì nhân dân rất là phấn khởi tinh thần, cũng như là tham gia hưởng ứng các cái chủ trương của Đảng, Nhà nước để mình vận động nhân dân cùng thực hiện. Hôm nay thì thực hiện rất là tốt. Tỉnh cũng nhờ sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban thì cũng tuyên truyền các chủ trương của Nhà nước, vận động để chung tay xây dựng nông thôn mới thì trong ấp Long Chẩn thì được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban. Thì vừa rồi thì cũng có vận động mạnh thường quân để hỗ trợ là xây dựng một cái công trình là đường bê tông hóa. Thì bảo hiểm y tế thì thời gian trước thì nhìn chung ra là người dân cũng không am hiểu. Thứ nhất là cũng ít tham gia cái bảo hiểm y tế. Sau này thì cũng nhờ của ủy ban cũng quan tâm là đến cán bộ, từ cán bộ là ban ngành rồi xuống cùng người dân để tham gia xây dựng cái mô hình là vận động toàn tham gia cái bảo hiểm y tế cho nó hoàn chỉnh để đi vào cái nông thôn mới. Ủy ban thì cũng chăm lo đời sống, trước tiên là đời sống cho nhân dân, cũng như là đường trường trạm này kia nọ, điện nước này kia nọ thì cũng hỗ trợ cho người dân. Tôi cũng thường xuyên là cũng vận động bà con theo cái chính sách của Đảng, Nhà nước đưa ra đó, thì thực hiện mấy cái chỉ tiêu, thí dụ như vận động bà con tham gia bảo hiểm y tế để có điều kiện đi khám chữa bệnh cho thuận lợi hơn vậy đó. Đó thì tôi cũng rất vui mừng, thấy là thí dụ như là Nhà nước cũng cải tạo lại các mặt đường xá cho thuận lợi bà con đi lại vận chuyển, như giờ như đang đặt cống rãnh đặng cho nước thoát sạch sẽ, vệ sinh môi trường ở địa phương, thì đó tôi rất vui mừng, bà con đây cũng vui mừng dữ lắm. Bên cạnh những thuận lợi thì xã Long Chỉnh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Do xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới ở mức thấp, cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn và đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nên việc huy động sức dân xây dựng nông thôn mới từng lúc còn hạn chế. Hiện nay, xã còn 4 tiêu chí chưa đạt chuẩn, gồm tiêu chí số 2 giao thông. Đến nay, tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm, và tỷ lệ đường trục chính nội đồng, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm chưa đạt. Tiêu chí số 5, trường học chưa đạt cơ sở vật chất. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 10 về thu nhập. Có tổng diện tích tự nhiên là 3.212 ha, thì trong đó là diện tích đất trồng lúa là 1.673 ha. Thu nhập của người dân thì chủ yếu là từ nguồn sản xuất trồng lúa, đất nông nghiệp là chính. Một số khó khăn như đời sống nhân dân của xã thì chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp là chính. Canh tác, sản xuất cây ngắn ngày dẫn đến thu nhập ảnh hưởng đến tiêu chí số 10 về tiêu chí thu nhập. Về công tác vận động các nguồn vốn xã hội hóa như là hiến đất cũng gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận nhân dân chưa có ý thức được cái chương trình xây dựng nông thôn mới, còn trông vào cái nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Có thể thấy trong 4 tiêu chí chưa đạt thì tiêu chí số 6 và số 10 chính quyền xã Long Chỉnh đang gặp nhiều khó khăn. Đối với tiêu chí số 2 về giao thông, đang có 25 dự án với tổng mức đầu tư 82 tỷ đồng, trong đó trục xã 8 dự án với chiều dài 13,94 km, trục ấp 6 dự án với chiều dài tuyến 9,03 km, trục ngõ xóm 7 dự án với chiều dài tuyến 13,93 km và nội đồng có 4 dự án với chiều dài tuyến 7,34 km. Riêng tiêu chí số 5 trường học, các trường trên địa bàn xã đang được đầu tư xây dựng, dự kiến đến năm 2024 sẽ được đưa vào sử dụng. Hiện nay, các cấp học được đầu tư xây dựng mới với tổng mức đầu tư 31 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó, trường mẫu giáo xây mới phòng chức năng, cải tạo 5 phòng, cải tạo nền, nâng cấp nhà ăn, nhà bếp, hệ thống phòng cháy chữa cháy, dự toán kinh phí 7 triệu 500 ngàn đồng. Trường tiểu học Long Chỉnh xây mới 14 phòng học lầu, cải tạo sân trường, thiết bị, dự toán kinh phí 15 tỷ đồng. Trường tiểu học Dòng Nâng xây mới 6 phòng học lầu, 7 phòng chức năng, sân trường, thiết bị, dự toán kinh phí 9 tỷ đồng.
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thì năm học 2023-2024 thì với cái lộ trình là đạt chuẩn nông thôn mới của xã Long Vĩnh năm 2024 thì trong đó có trường tiểu học Dòng Nần thì được xây dựng mới với các phòng học và các phòng chức năng. Thì với sự quan tâm như thế thì tập thể giáo viên và học trò của trường tiểu học rất là vui mừng để đón một cái ngôi trường mới thật là khang trang với đầy đủ cơ sở vật chất và cũng như là các thiết bị dạy học để phục vụ cho nâng cao chất lượng dạy và học của trường tiểu học Dòng Nần. Thì phấn đấu tới lộ trình thì năm 2025 thì trường sẽ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng mức độ 2. Trong thời gian tới, để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại trong năm 2024, cấp ủy chính quyền xã Long Chỉnh đang nỗ lực quyết tâm thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng phát triển sản xuất, thu hút đầu tư để nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập người dân trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp với từng vùng, từng địa bàn ấp, hướng tới nâng cao thu nhập của người dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng phổ cập, quan tâm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, điện, trường, trạm. Thứ sáu là triển khai đồng bộ giải pháp bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn mới xanh sạch đẹp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân địa phương thực hiện cái vai trò chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới của xã. Với những nỗ lực cố gắng của đảng bộ, chính quyền, các ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân, diện mạo nông thôn xã Long Chỉnh ngày càng thay đổi và phát triển. Với những tín hiệu tích cực cùng với sự đồng thuận và hỗ trợ lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, công tác xây dựng nông thôn mới trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả để xã Long Chỉnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Thưa quý vị khán giả, chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.